ngày đầu dự án mới về, người dân đi họp không hề hiểu chi, bầu ra nòng cốt làm gì, phải đi tập huấn rồi thì mất công. Đến khi lựa chọn ưu tiên, dân là chủ thể cầm tiền thu chi, việc làm sách bút phải ghi, tập huấn kiến thức thôi thì học ngay. Thúc đẩy thì giảng hăng say, tham dự nhiệt tình có ngày thành công. Kỹ năng quản lý cộng đồng, 7 bước khắc cốt quyết không thay lòng. 3 năm dự án đã làm xong, để trong cộng đồng nỗi nhớ mong, ngóng ngày không xa được gặp lại, đi Đắc Lưu Si mãi mãi trong lòng.